Sau trận thắng lịch sử trước đương kim vô địch Udawares Diamond tại AFC Champions League, câu lạc bộ Hà Nội đang tràn đầy tự tin tiếp đón Sông Lam Nghệ An, trong khi đội khách sẽ cần khắc phục điểm yếu nơi hàng thủ nếu muốn giành điểm trên sân vận động Hàng Đẫy. Vòng 5 V-League 2023, câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, 19:15 ngày 10 tháng 12, trực tiếp trên kênh VTV5.